Ok, nếu anh em nào muốn đặt gói cày thuê giá rẻ, uy tín và chất lượng thì anh em hãy lên nhập senpai.com, cũng như shop có bán Ặc Tộc V4 song kiếm và God Human siêu giá rẻ chỉ với 50.000 thôi. Vì vậy anh em hãy lên shop nhập senpai.com, shop bán Ặc Rolex uy tín số 1 Việt Nam. Ok, về lô xin chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cắt hấp lớp vui trên máy tuần nhé. Thì xin chúc mừng một bạn nào đó đã lấy được app của mình vào sáng, vào 9 giờ sáng hôm qua. Thì bạn nào nhận được hãy comment vào dưới bình luận để mình biết được nhé. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình suốt một năm qua. Vì vậy hãy vào 9 giờ sáng chủ nhật tiếp theo để các bạn hãy vào kênh mình để trở thành người may mắn được nhận con hạc tiếp theo để chơi vào dịp Tết nhé. Thì còn bạn nào có nhu cầu muốn học lớp vui giá rẻ, hãy đến ngay shop nhà senpai.com, lên tất cả strip lên tải và shop, lên shop mình sẽ để trong mô tả và lượng ghi nhé. Ok, thì không dài dòng nữa thì chúng ta hãy xem qua tính năng của Swift này nhé. Thì trước khi là xem về tính năng thì chúng ta hãy thử đắm đung ra coi là chế nào ha. Chắc chắn chúng ta sẽ ra trái Kitsune này. Là mắc ma các bạn ạ, nói chung là cũng được. À, mình có rồi thì chắc vứt thôi các bạn ạ. Ok, thì không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ xem qua những tính năng chính của Swift này nhé. Thì đây là một Swift mới, thì bây giờ mình sẽ review thôi. Thì đầu tiên ở trong phần General ấy, là các bạn sẽ vào cái phần setting và chọn vũ khí các bạn. Mình thì chọn melee. Tiếp theo các bạn sẽ ấn auto farm để auto farm level nhé. Nó sẽ teleport đến cái đảo mà các bạn cần farm. Thì trong lúc nó teleport chúng ta hãy xem qua những năng khác nhé. Thì auto white screen và auto black screen có nghĩa là nó bật lên và bật hết giảm lag cho các bạn ấy. Thì mình đang review nên mình sẽ không bật. Tiếp theo là có auto farm mastery trái ác quỷ và farm mastery kiếm này. Rồi có auto teleport đến nó chết và auto nhặt trên nhanh. Trên nhanh là nó sẽ di chuyển liên tiếp luôn. Còn đây là teleport từng đợt. Đấy. Tiếp theo là có auto castle ray này. Rồi auto elite hunter. Có auto farm bone nhé. Và auto farm để hacking con sát cho bạn nào cần. Tiếp theo ở phần item thì nó có auto lấy cái lựa hát chủ thần này. Rồi auto lấy cái cắp melee V2. Và có đặt có cả lấy Atuzama full luôn nhé. Ok, tiếp theo ở phần Ray V4 thì nó có auto hoàn thành tất cả các Ray và auto teleport đến gear nhé. Về phần event thì nó có hiện ESP, có nghĩa là nó sẽ hiện cái đảo Kitsune lên á. Và các bạn có thể nhận biết được khi nào nó hiện lên và auto nhặt lên hồn cáo này, Azure Ember này. Rồi tiếp theo là có Sea Event thì các bạn sẽ chọn cái thuyền của bạn á và ấn và nó sẽ sử dụng cái thuyền mà các bạn đã chọn. Thì tiếp theo ở đây là nó sẽ teleport đến cái vùng biển mà các bạn muốn, như là vùng biển 5 này, vùng biển 6 này, đấy. Nó có increase bubble speed, có nghĩa là tăng tốc độ chuyển chạy của các bạn đấy, và auto sail. Nói chung là đây là một bảng strip full tính năng và không cần phải get key nhé. Ok, thì video này thôi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share, nhấn vào cái chuông để thông báo được kênh mình ha. Ok, thì cứ vào 9 giờ sáng chủ nhật tiếp theo các bạn hãy vào kênh mình để nhận app rất vui để chơi vào dịp Tết nhé. Còn bạn nào có muốn nhu cầu app rất vui giá rẻ hãy nghe shop nhà senpai.com để ủng hộ mình nhé. Link sẽ trong phần mô tả và lượt ghim. Ok, tạm biệt mọi người.